Chị nào mà hiện tại các chị đang khao khát một cái số tiền đúng không ạ? Thực sự là khao khát, đang rất cần một cái số tiền thật là nhanh á. Thì các chị tối trước khi đi ngủ, sáng khi thức dậy, các chị lấy những khoản tiền này ra, các chị đếm. Tập gọi là đếm tiền, các chị kiểm kiểm kê tài sản của mình đúng không ạ? Tập đếm tiền trước khi đi ngủ. Đếm cho đến khi nào mà các anh chị đúng cái số tiền mục tiêu mà các anh chị đặt ra rồi. Đúng không? Và hình dung tưởng tượng rằng là mình đã cầm cái số tiền đó trên tay. Đúng không? Mình đã cầm cái số tiền đó trên tay và các anh chị vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng như thế nào. Và hãy đi ngủ trong ý niệm của sự giàu có nha các anh chị nha. Khi mà các anh chị làm điều này thì qua những cái ngày, qua ngày mới, mình sẽ thu hút được rất là nhiều những cái nguồn lực trong cái công việc của mình. Có thể là những cái quý nhân xuất hiện và rất là nhiều những nguồn lực để giúp cho các anh chị có thể đạt được chính xác cái mục tiêu tài chính mà các anh chị đặt ra. Đúng không? Đó là cái ngày chủ đề đúng không? Ngày hôm qua. Với lại ngày hôm qua thì Diễm và các anh chị mình cũng đã quay trở về quá khứ đúng không ạ? Để mà mình có thể ghi nhận cũng như là biết ơn tất cả những cái khoản tiền mà mình đã nhận được trong cuộc sống. Nha, mình tại vì các anh chị biết rằng là những cái cảm xúc mà nó không có tích cực á, hoặc là cái điều mà khi mà mình không có đủ lòng biết ơn các anh chị thì mình không thể nào mình có nhiều hơn được. Nên là mình cũng đã quay về quá khứ để mà mình ghi nhận, mình biết ơn tất cả những khoản tiền mà mình đã nhận được trong cuộc sống. Nó sẽ hóa giải đi hết những cái cảm xúc không có tích cực. Những cái cảm xúc không tích cực nó làm cho mình nó không, cái dòng tiền của mình không có được lưu thông. Nên là ngày đó là ngày hôm qua chúng ta thực hành. Mình đã ghi vào cái tờ tiền của mình mà với một cái mệnh giá nhỏ ha, chúng ta sẽ đã ghi với một cái câu nói là gì ạ? Cảm ơn tất cả những khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và các anh chị hãy nhớ là sau ngày hôm nay các anh chị hãy dán cái tờ tiền này ở ngay ở nơi mà các anh chị hay nhìn thấy nhất nha. Và mỗi ngày hãy nhìn vào đây, đọc cái câu nói này, đọc từng chữ để mình có thể nghe được. Cảm ơn tất cả những cái khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Các anh chị, nó sẽ giúp cho cái lòng biết ơn của mình được tăng cao rất là nhiều ha. Và khi mà lòng biết ơn của mình có một cái quy tắc vàng trong cuộc sống, các anh chị, là người biết ơn thì luôn đủ đầy, mà còn kẻ phàn nàn thì sẽ mãi thiếu thốn. Đây là chính là cái nguyên tắc vàng trong cuộc sống. Bất kể là về sức khỏe, về sự nghiệp, về tình cảm hay là về tiền bạc, khi mà mình càng biết ơn thì mình sẽ càng có nhiều tiền hơn. Thậm chí á, lúc đầu các anh chị thấy rằng là lúc đầu mình đang có ít tiền đi, nhưng mà dần dần tiền bạc nó cũng sẽ gia tăng nếu như mà mình rèn luyện cái lòng biết ơn với tiền bạc các anh chị nha. Giờ Diễm ví dụ như thế này nè các anh chị. Chẳng hạn như mình có một cái cây, các anh chị đang trồng một cái cây, mà cái cây của mình nó là hồi trước giờ mình không có ngó ngàng gì tới cái cây này, và mình hay nói những cái điều không có tích cực với lại cái cây này. Nó khiến cho cái cây của mình ngày hôm nay nó đang cái lá đang vàng và nó đang bị héo, nó không có phát triển được và nó đang không có được lớn đi. Và bây giờ nếu như mình mong muốn rằng là mình sẽ nuôi dưỡng lại cái cây này để nó phát triển, đúng không ạ? Để nó phát triển, vậy thì Diễm hỏi các anh chị là mình sẽ làm gì với lại cái cây này? Mình sẽ bắt đầu chăm sóc, và mình tưới nước, mình bón phân đúng đủ đều, mình nhìn nó với một cái tình yêu đúng không ạ? Với cái sự hy vọng rằng là cái cây này của mình nó sẽ phát triển, nó lớn. Dùng những cái lời nói đúng không ạ? Yêu thương để mình có thể nói với cái cây này, dùng cái ánh mắt yêu thương, dùng cái tần số cảm xúc mình cho đi là yêu thương. Hay là mình lại tiếp tục không chăm sóc, mình lại tiếp tục dừng những cái lời này không tích cực. Thì nếu như các anh chị mong muốn là mình cái cây của mình nó phát triển và nó sống dậy thì mình cần phải làm gì ạ? Mình phải chăm sóc nó đúng không các anh chị? Mình phải chăm sóc nó. Đầu tiên là từ cái ý nghĩ của mình. Nên là mình mong muốn là cái cây của mình nó phát triển, nó sống. Nên mình phải chăm sóc. Vậy thì Diệp nói với các anh chị rằng là cái cây tiền cũng vậy. Cây tiền cũng vậy các anh chị. Nếu mà cái cây tiền của mình á, mà nó chưa có được sum xê, nó chưa có được phát triển, đúng không? Thì nhiệm vụ của Diễm với các anh chị bây giờ đó là mình cần phải chăm sóc cái cây tiền của mình. Vậy thì mình sẽ chăm sóc như thế nào đây? Đầu tiên á, là mình cần phải thay đổi cái thái độ của mình đối với tiền bạc. Thay vì hồi xưa mình mỗi lần mình nhìn thấy cái đồng tiền là mình hay nghĩ về những điều không có tích cực. Vì tiền nó cũng là năng lượng, tiền nó cũng giống như là một cái người bạn thân của mình.
Diễm với Kê chị ở đây chúng ta đều là năng lượng hết, nên tiền nó cũng vậy. Tiền nó hiểu được những cái suy nghĩ của mình, nó hiểu được những cái cảm nhận của mình. Nên là thay vì hồi xưa mỗi khi mà mình nhìn thấy tiền thì mình hay than phiền, mình hay nghĩ về những điều nó không có được tích cực, đúng không ạ? Chẳng hạn như khi mà mình chuẩn bị chi trả, mình lấy tiền của mình ra mình chuẩn bị mình chi trả cho một cái điều gì đó. À, ví dụ như bạn bè rủ nhau ăn chơi vui chơi đúng không ạ? Lúc ăn thì vui lắm, là lúc chơi thì cũng vui lắm, nhưng lúc mà trả tiền cái là bắt đầu lúc đó mới thấy hơi chưa khỏe cái ruột lắm đó là khi mà lúc mà trả tiền có vẻ chưa vui lắm. Và lúc đó mình nghĩ rằng là trời ơi, mình đi làm cũng có nhiêu tiền mà chi trả những cái hóa đơn như thế này, nó còn hơn cái số tiền mà mình đi làm nữa. Thế là bên trong của mình cảm thấy lo, bên trong của mình cảm thấy không có vui mỗi khi mà mình nhìn thấy đồng tiền. Mặc dù cái miệng của mình thì mình bảo rằng là ai mà không yêu thích tiền bạc, đúng không ạ? Nhưng mà cái gì, những cái ý nghĩ và cái lời nói của mình, cái hành động của mình thì nó lại khác, nghe chị nha. Và tiền cảm nhận được, tiền nói rằng là không biết là cái chị có yêu thích tiền không, nhưng cứ mỗi lần mà nhìn thấy tiền là thấy tự dưng cái lòng cái chị nó không có vui. À, và chính những cảm xúc không tích cực đó nó sẽ đẩy tiền ra xa mình hơn. Nên là một trong những cái bí kíp cái chị để giúp cho cái tiền có thể là sao à, được là cái chị trở thành một cái loại thỏi nam châm thu hút tiền bạc. À, thì mình cần phải thay đổi cái thái độ của mình đối với tiền bạc, thông qua những cái ý nghĩ, cả cái cảm xúc và cả cái hành động của mình luôn, đúng không ạ? Mình cần phải yêu thương, quý mến và tin tưởng tiền bạc của mình. Cái chị comment với Diễm câu này nha, là tôi yêu tiền để tiền yêu tôi. Giờ là phải yêu lại từ đầu thôi cái chị. Hôm qua là mình đã quay trở về đúng không ạ, để mà mình chữa lành rồi. À, mình chữa lành cái mối quan hệ của mình với tiền bạc rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ yêu lại từ đầu. Có bao nhiêu số cái chị chúng ta cùng Diễm đúng không ạ, yêu lại từ đầu với tiền bạc đó là comment tôi giúp Diễm ạ. Cái chị cứ tưởng tượng giống như hồi xưa khi mà cái chị gặp được cái người vợ hay là người chồng của mình đúng không, gặp cái người yêu của mình đấy, hồi hôi đó mình rất là nhẹ nhàng, mình nói những cái điều rất là tích cực đúng không, tốt đẹp, mình trân quý. À, cái người mà mình yêu thương thì tiền bạc nó cũng vậy. Vậy thì ngày hôm nay á, Diệp sẽ cùng với các anh chị sẽ biến đổi một trong những cái lời phàn nàn phổ biến nhất của con người về tiền bạc thành cái hành động của lòng biết ơn. Anh chị, đó là cái gì ạ? Đó là thường thường á, thì mỗi khi trong một ngày mà mình dùng tiền của mình để mình chi trả cho một cái điều gì đó thì thường là cảm xúc bên trong của mình nó không được vui. Và khi mà mình không có vui á, chẳng hạn như mình sử dụng tiền điện đi, xong rồi tới tháng mỗi lần trả tiền điện là sao, là than là sao tiền điện mắc thế, tiền điện gì mà cao thế, mình nhớ nhà mình đâu có sử dụng dữ vậy đâu, đúng không? Mà sao tới tháng đóng tiền điện thấy tiền nhiều, và tự dưng cái không vui, không có thoải mái, không có hạnh phúc, móc tiền ra mà không có vui. Vậy đang ví dụ. À, và chính những cái điều này nó khiến cho tiền bạc càng ra xa mình hơn. Tại vì tiền nó nghĩ rằng là mình không có yêu thương, mình không có quý mến và mình không có tin tưởng, không có yêu thương quý mến tiền bạc. Nên thành ra là nó sẽ ra xa mình hơn. Nên thành ra chúng ta sẽ thay đổi một cái thói quen trong ngày, trong cái cuộc sống của mình thường ngày. Đó là bây giờ thay vì mỗi khi mà mình trả hóa đơn mình hay cằn nhằn cử nhử, hoặc là mỗi khi mà mình cho con mình đóng tiền học đó, đúng không à? Cũng hay nhai một cái xong mới cho đó. Thì thay vì như vậy á, bây giờ thì mỗi khi những cái gì mà các anh chị nhận, những cái khoản nào mà các anh chị phải chi, đúng không à? Thì chúng ta hãy nghĩ về những cái lợi ích mà mình đã nhận được từ cái việc đó, để mình có thể chuyển đổi cái cảm xúc của mình như vậy. Chuyển đổi cảm xúc của mình đối với tiền bạc. Ví dụ mình đưa tiền cho con mình đóng tiền học đúng không ạ, thì các chị hãy nghĩ về cái công sức của những cái thầy chủ, những thầy cô giáo cũng đã dậy sớm, cũng đã sử dụng cái công sức, cái trí tuệ của mình đầu tư rất nhiều thời gian để học tập phát triển cái thứ mà bây giờ dạy dỗ cái con của mình nên người. Okay, và mình hãy nghĩ về những cái lợi ích đúng không ạ, và khi mà con của mình nên người sau này con của mình đi làm
có tiền các thứ phụng dưỡng lại cho cha mẹ. Khi mình nghĩ về cái điều đó thì thay vì là mình cảm thấy là mình không có vui khi mà mình phải đóng tiền học cho con, thì mình chuyển hóa thành lòng biết ơn.